quý vị đã chương trình trực diện TV tiếp tục nói về chuyện của cộng đồng người Việt ở cái vùng Lý Đô Sài Gòn thì trong suốt mấy tuần lễ vừa qua chúng ta đã chứng kiến có quá nhiều những cái sự biến động có quá nhiều những cái sự tranh cãi và nơi đây không khi nào bình yên cả ngay cả xuyên Tết gọi là Tết Nguyên Đán vừa rồi thì người ta vẫn có những cái sự ồn ào với nhau Sức phát điểm của những vụ việc này có lẽ là cũng từ những vấn đề rất là cũ thôi chúng ta đã thấy rằng trong mấy tuần lễ vừa rồi đó thì những vấn đề nổi cộm như là việt nam um, cờ vàng cờ đỏ việt nam um, mà xúc phạm hay là gọi là nhục mạ quân lực việt nam cộng hòa về việc mà diễn hành tết về việc mà dựng cột cờ rồi um, gần đây nhất là lại nổi lên cái chuyện ở trong cộng đồng là một cái ngôi chùa tự nhiên trong một ngày đẹp trời nó bị biến mất và người ta tranh luận cũng vô cùng sôi nổi bởi vì đó là những cái chuyện chung của cộng đồng và ngay trong thời điểm mà chúng ta đang nói đây thì có lẽ rằng chỉ còn có vài ngày nữa thôi. Cụ thể là đến ngày thứ ba tuần tới là ngày 5 tháng 3 năm 2024. Thì toàn bộ tiểu bang California người ta sẽ bước vào một cái cuộc bầu cử. Bầu cử này gọi là bầu cử sơ bộ. Bầu cử sơ bộ là thường diễn ra vào tháng 3 và bầu cử um, chung kết đó, là cho toàn quốc nó sẽ diễn ra vào tháng 11. Mỗi lần mà bầu cử người ta sẽ bầu cử từng tiểu bang, sau đó người ta mới tổng kết lại. Và trong cái cuộc bầu cử lần này tại sao trong cộng đồng người Việt lại âm um, sôi động, lại náo động, náo loạn và tranh cãi nhiều là bởi vì có một vị trí, một vị trí vô cùng quan trọng đó là vị trí giám sát viên. Cái chức vụ giám sát viên cũng um, tương đương giống như là hội đồng quận trưởng và chúng ta có thể tiểu hiểu như vậy đi. Nhưng mà tiếng nó cái quận nhưng mà cái quận rất là lớn. Cái quận Cam nó có một cái ngân sách lên tới um, 260 tỷ Mỹ Kim hàng năm một cái số um, mà GDP đó vô cùng to lớn chính vì vậy mà những cái chức vụ um, là thành viên ủy viên của um, cái quận đó, tức là giám sát viên sẽ là rất có quyền lực chính vì vậy mà chúng ta đã thấy rằng những người Việt trong cộng đồng mà ra ứng cử để mà tranh cho cái chức này vô cùng quyết liệt lúc nào cũng khốc liệt từ những cái lần đầu tiên cho đến ngay thời điểm này. Và trong suốt 16, 17 năm qua, có thể nói rằng cái chức giám sát viên luôn luôn nằm trong tay của người Việt ở cái khu vực 1. Trong toàn quận Cam thì có 34 cái thành phố trong đó người ta chia là 5 khu vực. Trong đó thì cái khu vực gọi là khu vực 1 đó, gồm vài ba cái thành phố. À, gồm một số các cái thành phố thì trong đó có vị trí là luôn luôn là người đại diện của coi như là người Việt, người gốc Việt. Trước kia là bà Janet Nguyễn cũng đã từng giữ cái chức vụ này hai nhiệm kỳ. Sau đó thì ông Anedo cũng giữ là hai nhiệm kỳ. Và bây giờ trở lại là bà Janet Nguyễn và ông Trần Thái Văn cũng như là bà Kim Liên Hồ và một cái người Việt khác nữa. Đó là ông Michael Võ. Bốn người tranh nhau với cái vị trí này cùng với một cái người gốc Tây Ban Nha nói tiếng Tây Ban Nha thôi, chúng ta không biết rõ là bà ta có phải là người Mexico hay không, nhưng mà bà này là nói tiếng Tây Ban Nha và bà ta là trong cái đảng dân chủ. Trong khi đó thì bốn người của gốc Việt đó là điều của Đảng Cộng hòa. Và lần này có thể nói rằng cuộc bầu cử sẽ mang tính chất quyết định. Nếu như người nào mà thắng cử, thắng cử mà gọi là trên 50% số phiếu đó, dù cho 50% số phiếu cộng với một phiếu lẻ thôi thì người đó vẫn là thắng cử, thắng cử mà không cần đi vào cái chung kết của tháng 11. Còn nếu như mà năm người này tức là bốn người gốc Việt và một người gốc Mỹ mà không ai đạt được 50% số phiếu, ví dụ như người về nhất đạt có 49,99% thôi, rồi cái người thứ nhì đạt 12%, người thứ ba được 6%, 5%, 7% gì đó, thì chỉ có hai người đầu tiên hai người đầu tiên thôi hai cái người mà đạt cái phiếu cao nhất ví dụ như một người là 49 phần trăm một người là 37 phần hai người đó sẽ đi vào hay là một người 49 phần trăm một người 25 gì đó thì hai người đó đi vào còn và những cái người mà dưới cái mức đó thì coi như là rớt không có đi vào cuộc bầu cử chung kết vào tháng 11 năm 2024 Nói như thế để cho quý vị thấy được rằng là cái cuộc bầu cử lần này nó mang tính chất quyết định mang tính chất có thể là thắng thua và thắng thua luôn chứ không phải là như um, những cái vị trí khác ví dụ những vị trí của um, tiểu bang hay là liên bang đó ví dụ như um, gọi là ở um, hạ viện hay là thượng viện thì thông thường người ta bầu theo đảng và sẽ vào chung kết vào tháng 11 cái cuộc tranh đua nó cũng quyết liệt nhưng mà nó không có ác liệt bằng trong cái cuộc giám sát viên lần này và cái cuộc giám sát viên lần này trong bốn người gốc Việt có lẽ là nổi trội lên cái sự chú ý giữa hai cái người. Đó là bà Sa Đặc Nguyễn, một người đang giữ cái chức vụ gọi là thượng nghị sĩ của tiểu bang California. Hiện giờ bà ta còn 2, 2 năm nữa để mà giữ cái chức vụ này, hơn 2 năm nữa. Và cái người còn lại đó là ông Trần Thái Văn. Ông Trần Thái Văn thì là một cái người cũng đã từng là hạ viện, hạ nghị sĩ đó, của cái tiểu bang California. À, nhưng mà sau đó thì um, ra ứng cử cho một cái chức vụ uh, mà của um, liên bang thì lại bị rớt. À, lúc đó thì um, thi đấu với cái bà của gốc mỹ bà Sanchez và đã thất bại ở một cái điểm số cũng cách biệt rất xa. Và sau đó thì người ta thấy rằng ông um, Trần Thái Văn đã biến mất, không có xuất hiện trong cộng đồng và đi uh, làm công cho ông Hoàng Kiều trong một thời gian cũng khá dài. Đến ngày nay thì có lẽ rằng cũng sau cả chục năm hơn cả chục năm thì ông Ngam, Trần Thái Văn mới bắt đầu trở lại. Trở lại trong cộng đồng cách đây khoảng 2 năm khi mà nhận cái nhiệm vụ làm chánh văn phòng cho ông Andrew Đỗ. Ông Andrew Đỗ thì hiện thời đang giữ cái chức gọi là giám sát viên của cái quận Cam, cái địa hạt một. Và ông Andrew Đỗ là ai là cái người đã bị báo chí của Hoa Kỳ trong thời gian gần đây Đăng liên tục về những cái việc làm mà họ cho rằng quốc tất, họ cho rằng có nhiều cái nghi vấn và họ cho rằng cần phải làm rõ. Trong đó cụ thể là nói rằng ông Andrew Đỗ đã chuẩn chi và tự mình à, quyết định một phần trong cái chuẩn chi đó. Mỗi số tiền tổng kết lên tới 13 triệu 500 ngàn Mỹ Kim cho một cái tổ chức có cái sự hiện diện của con gái mình có một cái vai trò quan trọng trong cái tổ chức đó và chính vì cái điều đó người ta nói rằng là phủ binh phủ, quyện binh quyện và cái điều đó là cái điều mà làm lợi cho cái có lẽ là tư lợi vì cái quyền lợi của cái con gái chăng và người ta cho rằng không có công bằng cũng như là họ đặt ra cái tính công minh cái tính chính trực, cái tính công bằng của một cái người gọi là đại diện cho dân và chính vì cái việc làm đó đó còn trước đó nữa thì những cái sai phạm những cái um, việc làm mà họ cho rằng có um, um, cái kiểu cũng bên vực cho cái nhóm của mình thí dụ như là ông andodo đã đồng ý trả lương cho cái người mà điều hành một cái quỹ về y tế của quận một cái quỹ đó thì rất là lớn cái số tiền có thể lên tới um, hàng chục tỷ mỹ kim đó một năm và dĩ nhiên là lại bổ nhiệm cho cái người CEO của cái cao Optima lên tới cái mức tám trăm mấy chục ngàn, tám trăm ngàn Mỹ Kim. Tám trăm ngàn Mỹ Kim là một số tiền lương quá lớn cho một năm. Thật ra đó thì đối với cái quỹ mà lấy từ ngân sách của nhà nước và lại đi mướn cái người mà quá cao như vậy tức là nâng lên cấp 2, cấp 3 lần. Và điều đó gọi cho rằng nó có cái gì đó nó không có bình thường và sau đó thì quả thật khi mà báo chí của Hoa Kỳ đồng loạt đăng tin thì ông Anhil đổ đã từ chức. Chúng ta nói một chút về ông Anhil đổ là bởi vì ông Anhil đổ là có liên quan tới ông ứng cử viên là ông Trần Thái Văn. Ông Trần Thái Văn đã cách đây 2 năm đã rất là vui vẻ hớn hở để mà nhận cái chức gọi là chánh văn phòng cho an, ông Anhil đổ. Và trong thời gian gần đây báo chí đang phanh phua nhiều vụ việc và có cả những cái vụ việc trong cái việc mà chuẩn chi cái gói tiền sau đó của ông anh ấy đổ cho cái tổ chức của con gái mình thì lúc đó ông trần thái văn đã là tránh văn phòng rồi cho nên nhiều người đặt ra là ông trần thái văn cũng phải có cái trách nhiệm cũng phải có cái chuyện mà nói rằng mình phải có liên biết không biết là không có được và họ cho rằng ông trần thái văn mà nhận cái chức vụ làm chánh văn phòng cho ông Đỗ rõ ràng là có cái sự thống nhất ý chí hay là có một kế hoạch hay là phải um, ủng hộ cái người thầy của mình cái người um, mà gọi là tiên nhiệm của mình và um, có khi là nó lại có một cái điểm chung gì đó người ta mới có thể làm chủ việc chung với nhau và ông giám sát viên ăn Nội đổ mà dành cho ông Trần Thái Văn cái chức vụ mà gọi là tránh văn phòng đó là một chức vụ rất là cao chức vụ quan trọng bởi những có cái tiền lương nữa mà lương nó cũng không có thấp cho nên đây là một sự ưu đãi và chỉ có những cái người bạn bè hay là những cái thuộc hạ mà vô cùng tin cẩn gọi là con gà nồi đó người ta mới nhường lại cái vị trí đó và thậm chí là giống như là người ta sẽ truyền ngôi cho cái người đó nữa mà thực tế thì nó cũng đã có nhiều điều người ta chứng minh người ta thấy rằng cách đây hơn một năm hình như là hồi tháng giêng năm ngoái đó thì ông Trần Thái Văn đã chính thức tuyên bố rằng sẽ ra ứng cử cái vị trí giám sát viên và khi đó thì ở tại Bolsonaro thì có thể nói rằng ông Andrew Đỗ cũng đã chính thức ra mặt và giới thiệu ông Trần Thái Văn và nói rằng sẽ ủng hộ ông Trần Thái Văn để mà tiếp nhận ra tranh cử để mà tiếp tục à, giữ cái vị trí là cái ghế giám sát viên thay thế mình. thì à, cái điều đó người ta nói là có sự liên kết, có cái sự mà thống nhất ý chí với nhau và người mà họ làm trước đó họ cũng muốn dành cho cái người làm sao à, mà hiểu ý mình. bởi vì sao? bởi vì có những cái điều tâm quyết, những cái kế hoạch của mình làm mà mình còn gian dở vì cái nhiệm kỳ hết mà mình đưa cái người tâm phúc của mình cái người mà có thể giúp mình để hoàn thành một cái tâm niệm Hay là hoàn thành một cái kế hoạch Thì cái chuyện đó rất là bình thường Đối với cái giới mà gọi là chính trị gia của Hoa Kỳ Thì họ thường làm những cái chuyện như vậy Ngay cả ở nhiều nước khác cũng có làm những chuyện đó nữa Thì um, Có một cái điều là ở đây đó Người ta chú ý là bởi vì ông uh, Trần Thái Văn Mà Theo một cái người như là ông Anh Lê Đỗ Anh Lê Đỗ mà không có bất cứ một cái um, cái lỗi lầm gì hay là không bị báo chí của Hoa Kỳ mà người ta chỉ trích thì cái điều đó nó rất là tròn trịa ở góc độ này. Nhưng mà ngược lại thì ông Trần Thái Văn đang là cái mũi dùi bị cộng đồng ở bản xứ. Họ đăng thí dụ như những tờ báo như là Oxy Resistor hay là ngay cả cái tờ LAX rồi nhiều cái trang mạng khác nữa. Họ đồng loạt họ. Chỉ trích cái cái việc làm mà họ cho rằng khuất tất như vậy thì um, cho nên là chúng ta thấy rằng ông An ni Đỗ đó mà khi giới thiệu ông Trần Thái Văn nó sẽ tạo ra là làm cho người ta không có thích bởi vì người ta đang bực ông An L Đỗ người ta cũng sẽ bực luôn Trần Thái Văn và người ta không thích ông ăn Đ đổ thì người ta sẽ không bỏ phiếu cho ông Trần Thái Văn Chính vì vậy mà có thể nói rằng trong thời gian vừa qua thì trong cộng đồng cũng đã có một vài những cái chương trình một vài những cái đài báo cũng đã bắt đầu nói về cái cái việc làm đó uh, của ông đi uh, đổ và họ cũng cần làm rõ họ cho rằng cái chuyện đó là không thể chấp nhận được bởi vì cộng đồng này là cộng đồng cờ vàng cộng đồng um, cũng hô hào làm um, chống cộng uh, chửi cộng sản uh, theo cái kiểu làm uh, bên vực con ông cháu cha rồi um, nâng đỡ không trong sáng gì đó trong khi đó thì ở đây có những sự việc như vậy mà nhiều người thì họ câm miệng họ không có dám nói thì có thể nói rằng đó là cái điều bất thường và họ đặt ra là cần phải làm sạch cái nơi mình ở trước đã cái nơi mình ở đó thì phải um, giữ được Là mình nói mà nó nó theo kiểu và uh, công minh chính trực thì nơi đây phải công minh chính trực trước trước khi cống cộng sản trước khi chửi về việt nam hãy nhìn lại cái chân của mình nhìn lại cái cộng đồng mình, mình đi và mình phải mạnh dạng đấu tranh để đẩy lùi như những cái gọi là tham nhũng tham ô những cái móc hoặc những cái bè phái phe đảng những cái việc mà gọi là nâng đỡ không trong sáng để làm lợi cho con cái mình gia đình mình hay là làm lợi cho đồng bọn mình đồng lợi cho cái đàn em mình hay là một cái kiểu mà đánh lận con đen đánh bùng sang ao những cái chuyện đó là không thể chấp nhận được thì um, chúng ta nói trong dài một chút để mà thấy được cái bối cảnh tranh cử lần này đó giữa ông um, Trần Thái Văn và bà um, Janet Nguyễn. Bà Janet Nguyễn đó, thì uh, ở phía ông Trần Thái Văn hay là những người mà họ chỉ trích thì họ nhắm vào là nói rằng bà Janet Nguyễn là hiện giờ đang giữ cái chức thượng nghị sĩ của tiểu bang và bây giờ thì lại đi tranh trở lại cái vị trí của quận Hạc thì thật ra có quá nhiều các cái vấn đề giải thích chính chúng tôi họ phỏng vấn bà gia đình Nguyễn thì cũng đã trả lời nói rằng là vì muốn trở về đây để mà hoạt động cho nó hữu hiệu và bám với cái cộng đồng và cái vị trí giám sát viên là vị trí cần phải có người Việt nắm giữ và về đây cũng là vì muốn xúc sắn tay áo lên để mà đi vào cái việc là đấu tranh chống tham nhũng và chống tiêu cực và những cái vụ việc vừa rồi mà trong cái cộng đồng mà mà phản ánh đó báo chí Mỹ mà phản ánh thì bà ta cũng hứa rằng nếu như thắng cử bà ta sẽ đem cái vụ việc đó ra ánh sáng và sẽ quyết tâm là kích hoạt để mà điều tra cho rõ ngọn nguồn nguồn à, nghĩa là sao không có che đậy và cái điều đó thì cũng làm cho nhiều người rất là thích bởi vì họ thấy rằng nếu như mà có cái vụ tham nhũng thật nếu như có cái việc làm mà nó sai trái thật có cái việc làm thất thoát thật và có những cái việc làm mà nó sai phạm thật nhưng mà chúng ta thấy rằng cái sự tố cáo đó mà có những người liên tục đi theo cái trường phái như vậy mà vào trong cái vị trí um, dân cử đó nó sẽ vô cùng nguy hiểm bởi vì nó tiếp tục duy trì nó ăn từ thế hệ này đến đến thế hệ khác thế hệ sau lên thì bưng bích cho cái thế hệ đàn anh đàn cha đàn chú rồi và thế hệ đàn con đàn cháu nó lên nó sẽ không khui ra những cái um, vết xe đổ của um, lớp trước mà ngược lại nó còn bắt mối bắt tay bắt chân nó lại đi theo cái con đường gọi là đục khoét đó mà nó lại có một cái điều mà làm cho à, coi như là bại hoại các cái hoạt động bình thường của các cái cơ quan mà gọi là cơ quan nhà nước như vậy thì um, cái điều đó sẽ thiệt thòi và nó tạo ra một sự không công bằng Nó chỉ làm mập cho các cái phe phái, phe nhóm thôi Và nó làm trùng thiên hạ ở trong cả một khu vực Chính vì cái điều này đó Người ta nói rằng là trong cái cộng đồng Đã đến lúc phải đấu tranh mạnh mẽ Đấu tranh cho cái cộng đồng mình Thì um, bà Janet Nguyễn Có thể nói rằng Trong suốt một khoảng thời gian Từ khi mà bà ta đi vào trong cái chính trường vị trí đầu tiên của bà Janet đến nguyễn là ở thời điểm còn rất là trẻ cách đây khoảng chừng hai năm khi mà bà Tam ứng cử cái chức vụ ở thành phố garden row khi đó là một cái nghị viên thôi nghĩa là sao cái người dân cử một cái quỹ viên của hội đồng thành phố garden row rồi kế tiếp là mới ra ứng cử giám sát viên và lần đó đậu luôn rồi giữ hai nhiệm kỳ và sau đó thì mới lên làm hạ nghị sự viện À, của tiểu bang rồi sau đó lên hệ thượng nghị viện của um, tiểu bang và có một lần duy nhất bà ta rớt ở cái vị trí là thượng viện của tiểu bang khi mà cái làn sóng xanh nó um, gọi là những cái làn sóng của dân chủ đó lên rất là mạnh và có cái việc mà vẽ lại cái địa hạt chính vì vậy cho nên là những cái chương trình vận động nó đã không thay đổi kịp nó làm cho bà ra đất quyển lần đó phải trượt và nhưng mà cái việc trượt đó chỉ sau 2 năm thôi thì bà Zada Nguyễn đã trở lại. Đã trở lại và đã thắng cử, thắng cử vẻ vang và giữ cái chức vụ đó coi như là hiện giờ bà ta đang là tượng nghị sĩ của tiểu bang. Chúng ta muốn nói cái điều này để mà chứng minh được rằng là giữa hai người đó ông ngâm Trần Thái Văn và bà Zada Nguyễn là bà Zada Nguyễn hoạt động trên chính trường mang tính chất chuyên nghiệp hơn hoạt động chính trị chuyên nghiệp hơn và hoạt động chính trị ở tầm cao hơn so với ông Trần Thái Văn. Bởi vì ông Trần Thái Văn, Văn đó có một khoảng thời gian cũng khá dài làm cả chục năm đi theo ông Hoàng Kiều. À, đi theo Hoàng Kiều làm làm công cho ông Hoàng Kiều. Và sau đó thì không thấy làm việc à, cho cái cộng đồng. À, nhiều năm trời người ta không thấy ông Trần Thái Văn ra sinh hoạt gì cả những cái cuộc biểu tình, những cuộc thắp nến, những cái vấn đề mà mà ngay cả những cái vấn đề mà cộng đồng quan tâm, không khi nào thấy ông trần thái văn cả. Nghĩa là sau lúc mà còn ra tranh cử, còn cần cái lá phiếu của cộng đồng thì người ta thấy xuất hiện ông trần thái văn rất là nhiều. Nhưng mà khi rớt rồi, khi mà không thấy còn làm mà muốn gây quỹ quyên tiền hay là gây quỹ tranh cử hay là ra ứng cử xin phiếu xin gì hết, thì ông trần thái văn không xuất hiện trong suốt thời gian mà đi theo ông Hoàng Kiều để mà làm công ăn lương được ông Hoàng Kiều trả lương đó thì người ta không biết ông Trần Thái Văn là ở đâu cả nhưng mà cuối cùng thì sau đó khi mà ông Hoàng Kiều không có sử dụng ông Trần Thái Văn nữa ông Trần Thái Văn mới trở về cộng đồng và bây giờ thì tái xuất hiện với cái hoạt cảnh như vậy và cái vị trí của ông Trần Thái Văn trong chính trường đó cái vị trí cao nhất cũng chỉ là hạ viện thôi hạ viện của tiểu bang và đối với bà Giác Đức Nguyễn đó thì cái thời điểm thời cuộc mà ông bà gia đình Nguyễn hoạt động trong cái chính trường dài hơn ông Trần Thái Văn mặc dù là nhỏ tuổi hơn rất nhiều nhưng mà bà ta hoạt động liên tục trong khi đó ông Trần Thái Văn có một khoảng thời gian cả chục năm gọi là gián đoạn thì trong lúc đó bà gia đình Nguyễn chỉ gián đoạn có hai năm thôi và sau đó thì giữ cái chức vụ liên tục và cái cấp uh, mà dân biểu cái um, vị trí mà dân cử thấp nhất của bà gia đình Nguyễn là ở ở cái thành phố Cananru. Tuy nhiên thì ở đó cũng không có bao lâu thì bà Zananh Nguyễn đã nhảy vào cái vị trí cao hơn rồi. Nghĩa là chức giám sát viên sau đó thì hạ viện, sau đó là thương viện nữa. Trong khi đó thì ông Trần Thái Văn chưa bao giờ giữ cái chức gọi là giám sát viên và cũng chưa bao giờ giữ cái chức là thượng nghị sĩ của tiểu bang. Nghĩa là cái hoạt động chính trị của bà Zananh Nguyễn ở tầm cao hơn, ở tầm thượng viện, ở tầm hạ viện tức nghĩa là ở tầm quốc hội của cái tiểu bang California ở tầm quản lý ở cả một cái quận không chỉ là một cái thành phố Galero giống như ông Trần Thái Văn mà cả 34 thành phố trong quận hạt nói cái điều này để mà chúng ta chứng minh được rằng là bà Janet Nguyễn á, hoạt động và có cái mối liên kết liên hệ và nhiều chính trị gia trong vùng hay là ngay cả tiểu bang người ta biết rất nhiều À, điều đó nó giải thích là vì sao trong cái lần ra ứng cử lần này đó bà Gia Đán Nguyễn được nhiều người trong Đảng Cộng hòa và cái danh sách mà ủng hộ cho bà Gia Đán Nguyễn nó dài rất là dài. Trong khi đó thì báo chí ở phía bên ông Trần Thái Văn đưa ra thì những người mà họ ủng hộ trong Trần Thái Văn rất là ít. Chỉ có danh sách của một cái nhóm ở bên ông Trần Thái Văn và đứng đầu là ông Trí Tạ. Cái điều đó thì không cần giới thiệu ai cũng đã biết rồi. Bởi vì cộng đồng người ta đã quy kết rằng là ông Trần Thái Văn đó là nhóm trưởng của cái nhóm đó. Cái nhóm trưởng của cái nhóm mà gọi là dân cử mà vừa rồi thì người ta gọi là dân cử cờ vàng phản bội. Trong đó gồm có ông Trần Thái Văn, ông Cha Lê Nguyễn Bình Chí, ông Trí Tạ, ông Nam Quang Nguyễn đó và ông Nguyễn Quốc Lân gọi là năm người. Thì cái điều đó rất là bình thường. Nghĩa là trong cái nhóm và người ta gọi là cái ekip À, tuy nhiên thì bà Za Nguyễn thì có cả một cái đảng Cộng hòa đứng đằng sau lưng và lần này ra ứng cử thì đảng Cộng hòa ở um, địa phương người ta cũng ủng hộ cho bà gia Dat Nguyễn. Họ um, dĩ nhiên là trong đảng mà người ta ủng hộ đó nó sẽ có cái tiếng nói rất là quan trọng. Nó sẽ kêu gọi tất cả các cái đảng viên khác. Nó um, nó phải coi như người ta bầu cho bà gia Dat Nguyễn. À, cách đây không lâu thì chúng tôi cũng đã có phỏng vấn một vài các cái um, người mà gọi là cử tri đó. Thì um, hỏi rằng là lần này họ sẽ chọn ai và họ bầu ai thì um, có người trả lời với chúng tôi rằng là vì uh, chúng tôi là đảng viên của Đảng Cộng hòa. Mà bây giờ Đảng Cộng hòa đã chỉ định hay nói đúng hơn người ta nói rằng là chúng um, chúng tôi đó Đảng Cộng hòa ủng hộ cho bà Diana Nguyễn cho nên họ nghe lời theo đảng tôi là đảng viên cho nên tôi nghe lời theo đảng và đảng yêu cầu tôi ủng hộ cái người đó mặc dù ông trần thái văn cũng là cái đảng của chúng tôi mặc dù bà kim Ly hồ mặc dù là ông um, minh võ nhưng mà vì đảng ủng hộ cho nên chúng tôi sẽ định hướng chúng tôi um, cái điều đó rất là quan trọng quý vị là đối với những người mà theo đảng á, đảng người ta đã tính rồi Mặc dù là những người cùng đảng với nhau nhưng mà họ cho rằng cái vị trí của ứng viên đó mà đảng phải bỏ tiền ra để mà định hướng cái người đó để nổi bật lên. Bởi vì họ biết rằng đầu tư vào đó là nó đúng với cái đường lối, cái chủ trương của Đảng Cộng hòa. Vì người ta cũng muốn tiết kiệm, người ta cũng muốn là cái người đó là có khả năng thắng cao, cho nên là Đảng Cộng hòa mới bỏ tiền xuống để mà ủng hộ cái cái vị trí đó để nhằm là tránh đi những cái cuộc tranh cử kéo dài hay làm nó có à, việc đầu tư những cái đồng tiền lãng phí vào những cái vị trí. cho tới đúng hơn là đầu tư vào những cái con gà mà nó nó không có khả thi đó. Thì lần này thì chúng tôi thấy rằng chúng tôi không muốn nhắc tới hai cái người ứng viên khác là bà Kim Liên Hồ và ông à, Minh Võ là bởi vì hai người này vận động rất mờ nhạt. Trong khi đó thì bà Janet Nguyễn và ông Trần Thái Văn thì có thể nói rằng vận động rất là dữ dội. Sau lưng ông Trần Thái Văn là ông An đi Đổ là nguyên một cái nhóm mà mà gọi là dân cử gọi là mà ủng hộ ông ta à, giống dân cử mà năm người mà chúng tôi nói đó. Rồi ở phía bà bà Giác Nguyễn thì là một cái người chính trị gia lâu năm mà lại có cái sự quen biết trong cái cộng đồng cũng khá nhiều và có hai cả hai bên đều có những cái đồng tiền tranh cử cũng rất là lớn. Chính vì vậy họ vượt trội hơn cả hai cái người gốc việt còn lại à, cho nên là chúng ta muốn nói rằng đó hai cái con cá kinh hai cái loại mà con cá mập này à, nó hoàn toàn nó đã khác biệt so với hai cái vị trí ứng cử viên kia à, và ai cũng phải nhìn nhận được rằng là cái khả năng À, mà thắng cử của bà Kimberly hồ cũng như là ông Michael Phương Michael võ đó là gần như không thể cạnh tranh được với uh, bà Gia Đức Nguyễn và ông Trần Thái Văn à, cho nên là nhiều người nói rằng là không có nên tốn nhiều uh, để mà bàn bạc về hai cái người đó thậm chí là trong uh, mấy ngày vừa qua chúng tôi còn nghe được những nhận định là cho rằng là nhiều khi có những cái số uh, phiếu mà dự đoán cho những người đó rất là thấp bởi vì người mà cử tri đó họ cũng không muốn dùng cái lá phiếu của mình để mà bầu vào trong những cái vị trí chỉ vì cái cảm tính là mình yêu thích để rồi cuối cùng cái lá phiếu của mình nó trở nên là vô dụng bởi nên là nó, nó coi như là không có giá trị gì cả chúng ta biết rằng cái lá phiếu của chúng ta có giá trị khi mà chúng ta chọn đúng người chọn cái người mà chúng ta cần bầu và cũng phù hợp với um, cái xu thế chung, cái nhận định chung thì cái lá phiếu nó có giá trị nó làm cho cái người ta thắng cử. Còn chúng ta lại bầu cho những cái vị trí mà chúng ta biết chắc rằng là không có khả năng để mà thắng cử thì cái điều đó cái lá phiếu chúng ta chỉ là để có cho vui thôi và cái lá phiếu đó không có được gần như là coi như là để mà cho có chứ không có tính um, được cái khả năng gọi là tranh giành gì cả. Chúng tôi muốn nói cái điều này không phải là vì uh, mà chúng tôi bên vực cho một cái cá nhân như là bà Gia Đức Nguyễn, ông Trần Thái Văn Mà là chúng tôi nhìn nhận ra thực tế à, Cả ứng cử viên Michael Võ cũng như là bà Kim Ly Hồ Chúng tôi cũng đã đến những cái um, cuộc mà gọi là cũng đã tiếp xúc rồi Cũng đã có phỏng vấn rồi Cả bà Gia Đức Nguyễn chúng tôi cũng đã phỏng vấn rồi Riêng ông Trần Thái Văn thì chúng tôi chưa có để mà phỏng vấn Và ngay cả khi mà nếu như mà họ lên tiếng thì chúng tôi cũng sẵn sàng thôi Bởi vì um, những cái điều mà chúng ta là làm truyền thông không có phe phái không có bên vực bên nào cả và chỉ đưa ra những cái nhận định là nhận định trên cơ sở thực tế những gì đang diễn ra và mình lượng định thì cũng có thể là chủ quan tuy nhiên nó cũng có cơ sở để mà chúng ta đưa ra các cái đánh giá thì um, lần này đó có lẽ nói rằng các cử tri nên nhắm vào những cái mục tiêu nào thí dụ như đối với chúng tôi đó thì chúng tôi rất quan trọng trong cái yếu tố yếu tố minh bạch, yếu tố công bằng, yếu tố dân chủ, yếu tố mà nó gọi là tránh cái độc tài, tránh phe phái, tránh lũng đoạn trong cái cơ cấu bộ máy và cái điều đó nó rất là làm hại. Cho nên là mình hãy bầu cho những cái người nào mà có cái khả năng gắn kết với cộng đồng và gắn kết với mọi cái xu hướng và làm việc vì cái sự phát triển của cộng đồng. Chứ um, chúng ta ta thấy rõ mà nếu như mà cái vết xe đổ hay nói đúng hơn là có liên quan tới cái việc khuất tất, có liên quan tới cái việc mà tham dũng, tham ô, bè phái hay làm phe nhóm để làm cho cái lợi ích của um, cái nhóm mình cho con cái mình, cho gia đình hay là cho um, em út đồng bọn mình hay làm cái gì đó thì là không thể chấp nhận bởi vì sao bởi vì những người trong cái cộng đồng đó hồi trước bây giờ họ cứ nói nhiều là đi ra khỏi việt nam chống cộng sản là thế này thế khác qua đây chúng ta được thở bầu không khí tự do được muốn bầu ai bầu chúng ta được quyền nói gì nói chúng ta là có công bằng dân chủ văn minh lịch sử gì đủ thứ chuyện hết nhưng mà cuối cùng thì sao cuối cùng thì trong nhiều năm vừa qua chúng ta đã thấy có những sự lên án rằng có phe nhóm có bè phái thậm chí như bà gia đức nguyễn cũng đã tố rất là rõ trong bên phía ông trần thái văn là, là bố già mafia bố già trần thái văn và như vậy thì sao nghĩa là khống chế hay là chúng ta cũng không muốn là trong cái cộng đồng nó có một cái cách làm như vậy hay là có một cái bè phái kể cả phía bà gia đức nguyễn cũng vậy bà gia đình nguyễn cũng um, nếu như mà có những cái bè phái có những cái sự mà nâng đỡ không trong sáng hay là có những cái tham nhũng tham lạm gì đó mà người ta chứng minh được thì rõ ràng cộng đồng người ta cũng sẵn sàng người ta cũng phải lên án và cũng phải chỉ trích để mà thấy được rằng cái cộng đồng này là vươn tới những cái chỗ nào và chúng ta làm sao để trong cái cộng đồng đó mà nó có phải là một cái sân chơi chung và nó công bằng bình đẳng cho mọi người chứ không phải mà những cái đứa trẻ mới sau này mà nó ra nó tập tành mà nó muốn đi vào dòng chính nó muốn ứng cử đó thì phải đi lại lục những cái ông mà đã ở lâu năm rồi phải gia nhập vào cái nhóm này nhóm kia phe này phe nọ và phải đợi sắp hàng đợi cho bọn họ sắp cho mình rồi bổ cho mình ở vị trí nào mình có được quyền ra ứng cử mà nếu như làm trái lại cái ý của họ thì họ đập cho tanh bành hay là họ cho những cái đám mà youtuber hay là truyền thông mà gọi là truyền thông thủ tả truyền thông mà gọi là truyền thông tay sai đó nó sẽ hành hạ và nó sẽ làm cho những cái người đó trở thành tê liệt những cách làm như vậy đó bây giờ nó đã lộ ra hết rồi nó thấy hết rồi cho nên là trong cái lần này có thể nói là cái cuộc bầu cử vô cùng khói lửa ở quận cam là một cuộc bầu cử mà nó sẽ có những sự chỉ trích dữ dội Đặc biệt là trong những ngày tới nữa từ nay đến ngày 5 tháng 3 năm 2024 Và sau đó nếu như mà sau ngày 5 tháng 3 đó Mà hai người gốc Việt Đi vào chung kết ví dụ như giữa bà Gia Đất Nguyễn với ông Trần Thái Văn Thì chúng ta sẽ thấy từ tháng 3 cho đến tháng 11 sẽ có những cái sự tranh đấu quyết liệt Giữa hai cái trường phải hai hai cái nhóm này Hoặc là giữa bà Gia Đất Nguyễn với bà Kim Ly Hồ hay là bà Gia Đất Nguyễn với ông Mai Cầu Phương, Mai Cầu Nguyễn chẳng hạn, Mai Cầu Võ chẳng hạn thì lúc đó thì nếu mà hai giữa hai người có việc với nhau mà đi vào thì chúng ta sẽ thấy là có những cái sự tranh đấu khối lửa mà những cái vấn đề như là chống cộng hay là cờ vàng cờ đỏ những cái vấn đề quy chụp chụp mũ cho nhau là thân cộng hay làm à, nhận tiền cộng sản gì đó đại loại tất cả những cái điều mà mà liên quan đến ý thức hệ chính trị hay liên quan những cái vấn đề cố hữu của các cộng đồng người Việt lúc nào cũng sự bạch ra còn nếu như ngược lại mà giữa một người gốc Việt và một người mễ um, còn lại thì cái điều đó nó sẽ tránh đi những cái khói lửa trong cái cuộc tranh cử. Thí dụ như cái lần sau ngày 5 tháng 3 mà giữa bà Janet Nguyễn với cái bà Francis Francis mà, um, mà gọi là của người Mỹ đó mà đi vào chung kết thì chúng ta thấy giữa một người Mỹ với một người Việt thì không có lý do gì mà những người Việt mà họ đánh phá um, dùng cho người Mỹ hay là họ có đánh phá thì cũng có một đám thôi trần ít tắt nó làm nghiêu ngao chơi lên Chú thống là thôi chứ còn đa phần là người ta sẽ ủng hộ người việt lúc đó nó sẽ thành bình thường. à, thì à, chúng tôi muốn à, nói rằng đó là bởi vì trong cái lúc này là cái lúc đang gần cái mùa tranh cử chúng tôi sẽ tiếp tục để mà đưa ra những cái nhận định những cái đánh giá à, có thể nó rất là chủ quan quý vị à, có thấy rằng đó chúng tôi nói là đây là những cái góc nhìn của mình còn à, ở góc nhìn của các bạn thì có lẽ là khác. À, tuy nhiên thì cái cuộc bầu cử lần này chúng ta phải cần cẩn thận giữ cái lá phiếu, đặc biệt là những người trong cái quận ca và phải sáng suốt và cái điều gì đó mà những người mà cờ vàng, những người mà trong cái cộng đồng hay um, ghét thì mình phải mạnh dạng, mình phải tẩy chay. Thí dụ như nói ghét làm tham nhũng tham ô thối nát bè phái đang độc tài gì đó thì mình phải phải thể sử dụng cái lá phiếu của mình để mà triệt tiêu như những cái việc đó hay là nói rằng người ta nhục mạ um, cộng đồng hay là đánh phá cộng đồng gì đó thì mình cũng phải có cái lá phiếu cái lá phiếu của mình phải thể hiện cái điều đó và phải tạo ra một cái sân chơi bình đẳng cho các con cái của chúng ta cho các thế hệ sau chứ đừng có để mà chúng nó phải cúi đầu cúi đầu tới một nhóm này cũng là cúi đầu nó nhục nhã lắm phải chuối đầu vào phải chấp nhận theo cái sự chỉ bảo của tụi nó hay là phải được sự phân công nó cho ứng cử vị trí nào để ra ứng cử vị trí đó nó cho nói cái gì mới làm được cái đó nó, nó nếu mà làm sai nó thì nó đánh phá dữ dội hoặc là nó triệt tiêu ngay từ đầu khi mình thấy rằng khác quan điểm nó không cho ra để mà tranh cử um, gọi là có thể đe dọa các cái vị trí của nó những cái chuyện đó là nó đã quá xa rồi và bây giờ đã đến lúc cần phải làm một cuộc cách mạng làm một cái cuộc mà làm trong sạch lại trong cái cộng đồng nghĩa là phải mạnh dạng để mà yểm trợ cho những cái thế hệ sau những um, cái nhân tố mà muốn cống hiến cho cộng đồng phục vụ cho cộng đồng ra chứ không phải vì cái tư lợi không phải vì bè phái để rồi um, nó lại cấu kết rồi nó tham nhũng tham ô rồi nó làm cho lũng đoạn cái bộ máy nó làm lũng đoạn mua máy mà nó mang cái áo là gốc Việt đó nó sẽ làm ảnh hưởng nó làm thối tha chung cho cả một cái cộng đồng cộng đồng người Việt cũng bị ảnh hưởng chứ một cái cá nhân một cái um, viên chức gốc Việt mà bị báo chí Mỹ nó phanh phui nó chỉ trích nó chê bai nó coi như là một cái người chưa có trưởng thành nó coi như là chưa có chuyên nghiệp nó coi như là một cái người tham lam hay làm nhỏ nhoi ích kỷ thì cái điều đó sẽ ảnh hưởng chung với cái cộng đồng bởi vì chúng ta cũng là người Việt Nam chính vì vậy đó là những điều mà chúng tôi thì um, tạm thời ngưng cái chương trình ở đây và chúng tôi sẽ trở lại về cái đề tài này nữa trong um, lần tới và đào sâu ở khía cạnh khác Chiếu cạnh làm những người ứng cử viên ra như thế nào rồi um, ngay cả là sử dụng các cái truyền thông gọi là youtuber nghiêu ngao gì đó để trở thành những cái lo phóng thanh cho mình thì nó có thấy lên những cái điều gì và chúng tôi sẽ đi sâu vào những cái vấn đề khác nữa còn hôm nay thì xin tạm biệt tại đây và chúc quý vị một ngày thật là an lành và đối với những người trong quận cam khi mà bỏ phiếu chúng ta phải suy nghĩ rất là kỹ và chúng ta hãy chọn theo những cái mục tiêu mà vì cái lợi ích chung và chúng ta phải chọn là phải tránh né đi cái việc mà tham ô, cái việc mà bè phái, cái việc mà tư lợi, cái việc mà làm lợi cho gia đình cho phe nhóm cho đồng bọn với nhau hay làm phe phái với nhau là phải tối kỵ thôi. Chúng ta phải hãy vì cái công minh cái về chính trị. Và cái công minh chính trị không phải là mình giữ cái chức vụ rồi mình mới làm được mà mình giữ cái lá phiếu mình vẫn làm được mình chọn sai người đó nó mới xảy ra cái vụ việc như vậy mình chọn sai người nó mới làm cho ô huế cái cộng đồng ô huế cái thanh danh của người việt đó là cái điều chúng ta muốn chia sẻ xin kính chào quý vị trả lời quý vị trong chương trình tới